Chào các bạn, mình bác sĩ Ninh đây. Và trong video trước thì mình có đã chia sẻ với các bạn về cách giảm béo với 5 nguyên tắc ăn uống rất là dễ dàng thực hiện hàng ngày. Và sau video đấy thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn. Đại loại như là: bác sĩ ơi, em cao 1m51, nặng 45 cân ấy, thì giảm 3 cân nữa thì nên ăn gì? Hay là cũng cao 1m51 nhưng nặng 61 cân ấy, thì giảm mấy cân nữa thì là phù hợp? Các bạn có thấy hai câu hỏi này nó có vấn đề gì không? Vấn đề ở đây ấy, là thứ nhất, các bạn không biết đánh giá cái cơ thể mình là đang béo hay đang gầy và có cần giảm cân hay không. Thứ hai là các bạn chưa hiểu được, chưa biết được cái mức độ béo của các bạn là thế nào và không biết là giảm bao nhiêu cân thì là phù hợp. Chính vì vậy mình làm video này muốn chia sẻ với các bạn, những bạn trước khi mà giảm béo ấy. Trước khi các bạn giảm béo, các bạn cần phải biết được cách đánh giá những chỉ số cơ thể của các bạn với 3 mục đích. Thứ nhất là để xem các bạn là đang gầy hay béo, từ đó mới biết là giảm cân hay không. Thứ hai là mức độ béo và cái dạng bạn bị béo là dạng nào. Và thứ ba là cân nặng cần có cũng như là số cân cần phải giảm bao nhiêu cho nó phù hợp. Ok, để đánh giá chỉ số của cơ thể thì có rất nhiều các thông số, ví dụ như là chiều cao, cân nặng này, chỉ số các vòng, vòng mông này, vòng eo này, chỉ số chu vi vòng cánh tay hay là một số chỉ số khác như là bề dày lớp mỡ dưới da. Tuy nhiên thì có hai chỉ số là cân nặng và chiều cao thì được ứng dụng nhiều nhất. Và cái chỉ số mà người ta thường dùng để đánh giá cơ thể chính là chỉ số BMI. BMI các bạn ạ, dịch ra được gọi là chỉ số khối của cơ thể, và trong tiếng Anh ấy, thì nó gọi là Body Mass Index. Và chúng ta phải dựa vào chỉ số này thì chúng ta mới biết được đánh giá là chúng ta đang béo hay chúng ta đang gầy, có nên giảm cân hay là không. Công thức tính BMI thì rất là đơn giản các bạn ạ. Các bạn hãy lấy cân nặng của bạn tính bằng kg, sau đó chia cho chiều cao bình phương. Rất là dễ thôi, các bạn có thể dùng máy tính bỏ túi của học sinh này, hay là smartphone của các bạn, hay là thậm chí là có thể dùng cái điện thoại Nokia cục gạch cũng được. Ví dụ như là mình cao 1m7 và mình nặng 64 cân thì chỉ số BMI của mình sẽ được tính như sau. Mình sẽ lấy 64 chia cho 1,7. Đây là mình lấy cái điện thoại nha. Sau đó được kết quả thì mình chia tiếp cho 1,7 một lần nữa. Và cuối cùng mình có kết quả là 22,145. Đây là chỉ số BMI của mình hiện tại đấy. Sau khi chúng ta có chỉ số BMI rồi thì căn cứ nào để chúng ta biết chúng ta béo hay gầy đây? Và làm sao biết thì để mà chúng ta giảm cân hay là tăng cân lên? Ok, chúng ta phải có cái bảng phân loại để đánh giá. Chúng ta mang cái chỉ số BMI này dựa vào cái bảng phân loại BMI cho người châu Á nha. Và chúng ta sẽ so sánh, nếu BMI của chúng ta mà nhỏ hơn 18,5 ấy, có nghĩa là chúng ta đang bị gầy. Từ 18,5 cho đến 22,9 ấy, chúng ta là đang bình thường, rất là đẹp. Còn BMI mà từ 23 cho đến 24,9 nhá, nhớ cái mốc này, mốc 23 này, chúng ta đang bị thừa cân và tiền béo phì rồi đấy. Bắt đầu tiếp theo là mốc 25 cho đến 29,9 là béo phì độ 1. Từ 30 cho đến 39,9 ấy, là béo phì độ 2 rồi. Còn trên 40 thì là béo phì độ 3. Đấy, đây là cái cách phân loại chúng ta biết được là mức độ chúng ta béo đến mức nào này. Và chỉ những người bắt đầu từ 23 trở lên có dấu hiệu thừa cân là chúng ta hãy bắt đầu cái giảm cân luôn nhá. Còn những người nào mà tính ra mà gầy dưới 18,5 ấy thì chúng ta phải tăng cân lên chứ không phải giảm cân nữa. Tiếp theo, chúng ta biết là chúng ta béo rồi, nhưng BMI chỉ cho chúng ta biết là chúng ta bị béo toàn thể thôi. Còn một số người thì có BMI bình thường ấy, nhưng mà lại than vãn là bụng hay đùi bị nhiều mỡ quá, và họ thấy là họ béo. Thế thì đấy chính là một cái dạng béo thứ hai, mỡ chỉ tập trung ở một vài vị trí thôi, như bụng, như là mông, như là đùi. Thì đây người ta gọi là cái dạng béo mỡ cục bộ. Và đối với dạng béo mỡ cục bộ này thì chúng ta cần phải có cái cách đánh giá thêm nữa. Ví dụ như là hay gặp nhất là các trường hợp bị béo bụng. Thì đối với béo bụng thì chúng ta cần phải đo thêm hai chỉ số là vòng eo và vòng hông nữa. Chúng ta sẽ đo vòng eo qua ngang cái vị trí rốn của chúng ta, và vòng hông thì sẽ đo ngang qua vị trí mà mông của chúng ta to nhất ấy. Sau khi đo được xong thì chúng ta mang hai cái chỉ số này, vòng eo chia cho vòng hông, và nó sẽ ra một cái tỷ lệ là tỷ lệ A. Đối với người bình thường thì nó sẽ có tỷ lệ chuẩn đấy.
tỷ lệ A gọi là tỷ lệ vàng. Thì đối với nữ thì là nhỏ hơn hoặc bằng 0,85, còn đối với nam thì là nhỏ hơn 0,95. Còn trong đối với những người bị béo phì hay là những người đặc biệt những người bị béo bụng ấy, thì chỉ số A nó lớn hơn 1. Và người nào mà càng lớn 1 càng nhiều ấy, thì cái vòng bụng nó càng lớn, nó càng to. Theo các nghiên cứu đánh giá thì những cái người mà bị béo bụng này hay là cái tỷ lệ mà vòng eo trên vòng hông càng lớn ấy, thì nó sẽ có nguy cơ mắc một số bệnh càng nhiều. Ví dụ như là bệnh tim mạch, bệnh chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp, gút chẳng hạn. Hoặc là một số bệnh ung thư thì tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với những người mà chỉ béo đơn thuần, béo toàn thể. Vì vậy nên là những người nào mà bị béo bụng thì cố gắng là tập trung giảm béo luôn nhá. Tiếp theo, chúng ta biết chúng ta bị thừa cân và béo phì rồi, thế thì bây giờ giảm bao nhiêu cân là phù hợp và giảm như thế nào, trong bao lâu bây giờ? Trước tiên, để xác định giảm bao nhiêu cân thì chúng ta cần phải tính được cái cân nặng chuẩn mà chúng ta giảm cân sau đó. Và chúng ta sẽ dựa vào chỉ số BMI chuẩn, BMI lý tưởng. Nó sẽ nằm trong khoảng từ 18,5 cho đến 22,9 ấy. Và thường mình sẽ lấy cái mốc trung gian là từ 20 đến 22. Và cân nặng chuẩn của chúng ta cần có sẽ bằng là cái chỉ số BMI lý tưởng này nhân với lại chiều cao và nhân với chiều cao. Đó, nhân với 2 lần chiều cao nhá. Ví dụ như mình có cân nặng là 75 cân và cao 1m7, hiện tại thì mình cần phải giảm đến cái mức cân nặng là 63,58 cân, lấy 22 x 1,7 x 1,7 ấy. Và sau đó thì mình lấy cân nặng hiện tại trừ đi cái cân nặng mà lý tưởng thì nó sẽ ra số cân nặng mà mình cần phải giảm, đó chính là 11,42. Wow, khá là nhiều các bạn ạ. Ok, tiếp theo mình tính được số cân của mình cần giảm rồi, thế thì bây giờ mình phải biết là mình nên giảm trong bao lâu và giảm như thế nào thì là phù hợp. Thế thì theo các khuyến cáo của các cái tổ chức về y tế, người ta khuyến cáo là chúng ta nên giảm từ 3 cho đến 4kg trong một tháng thôi là an toàn nhất, có nghĩa là khoảng 1kg trên tuần. Và chúng ta không nên giảm quá 10% cân nặng trên tháng đâu nha. Thứ hai là chúng ta nên giảm từ từ, giảm chậm thôi, kết hợp giữa ăn uống và tập luyện để cho cơ thể chúng ta tránh mệt mỏi, tránh rối loạn chuyển hóa. Cơ thể nó sẽ có thời gian để thích nghi dần, cấu trúc lại khối cơ và khối mỡ. Tóm lại là sau video này thì các bạn trước khi giảm béo các bạn cần biết ấy, là cách đánh giá các bạn béo hay gầy và nên giảm bao nhiêu cân thì dựa vào chỉ số BMI nha. BMI bình thường ấy, thì nó sẽ rơi vào từ 18 cho đến 22,9. Tiếp theo là các bạn cần phải biết là nên giảm bao nhiêu cân. Thế thì lại phải tính tiếp là cân nặng lý tưởng mà các bạn cần phải giảm đến là bao nhiêu, sau đó thì lấy cân nặng hiện tại trừ đi là xong. Thứ ba, cần phải chú ý là cái cách giảm của chúng ta phải hợp lý nha. Chúng ta hãy giảm từ từ thôi, giảm chậm thôi, và nên từ 3 cho đến 4 cân trong vòng 1 tháng, và không nên giảm quá 10% cân nặng hiện tại trong vòng 1 tháng đâu nha, nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã xem đến thời điểm này. Hy vọng là sau video này thì các bạn có thể tự đánh giá được cái cơ thể của mình, lên được kế hoạch là giảm bao nhiêu cân và giảm cho phù hợp. Nếu mà thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.